chiếc xe, tại mình mua dần dần chừng nào chừng nấy là nó nghĩ đó là mình có gì mình Mình muốn giấu. dạ Dạ, đúng rồi. thành ra luôn để hai cái tay trên cái bàn lái, bàn Dạ trên ta thấy. Tới hồi tới đó thì là để cái sổ xuống, nó là hỏi là cái lý do tại sao mà ông pull over. Thì nếu cảnh sát có cái lý do thì sẽ nói lúc đó. dạ vâng Vì hai nữa là sẽ hỏi ba cái chuyện mà em nói với nó dạ chị đó, vâng dạ vâng là cái driver's license, insurance, cái registration. dạ Ba cái đó luôn luôn mình để trong cái bàn tay chỗ cái glove compartment đó, dạ là mình lấy cho nó dễ. dạ vâng Nhưng mà em đề nghị đó, đừng có lấy trước khi mà cảnh sát cảnh sát hỏi. hỏi. Dạ, Ok tới hồi cảnh sát tới đó luôn luôn để tay trên cái steering wheel. dạ Tới hồi người ta nói, ta ra lệnh mình làm đó thì mình làm. dạ vâng Dạ. như vậy đó anh Trinh, khi mà cảnh sát pull mình over rồi thì mình nên làm gì anh, tức là mình trả lời với cảnh sát như thế nào, rồi mình xưng hô với cảnh sát như thế nào thưa anh? Em đề nghị chỉ là tại vì đó, nếu mà mình cần cảnh sát đó thì mình nên nói tất 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 cả hết. Nhưng mà nếu cảnh sát tới nói chuyện với mình đó thì mình chỉ trả lời gì cảnh sát hỏi thôi. Cảnh sát hỏi Là thôi. tại vì trong cái kinh nghiệm của em làm biện lý, làm defense counsel cho hải quân đó, là tất cả cái gì mà mình nói, dù mình nói cái lời nó không có mắc mối gì hết trơn á, nhưng mà nó sẽ bẻ, nó sẽ bẻ tới hồi mà vô tòa đó, chỉ là nó sẽ hỏi câu này ra câu câu kia. Thành ra em đề nghị nói ít chừng nào đó, Hay chừng đỡ chuyện đó. chừng ấy. Dạ vâng. Tại vì nếu mà mình có làm gì quấy đó thì mà hậu lúc mình mướn luật sư đó thì luật sư sẽ có dễ hơn để Dễ defend giúp, mình, dạ giúp là mình tại vì hơn. mình không có nói gì nhiều trơn á. Dạ. Vậy hả anh? Tại vì anh Trinh biết không, ở Việt Nam thường thường gặp cảnh sát thì mình hay năn nỉ nói nhiều lắm để mong cảnh sát đó tha, nhưng mà thưa quý vị, ở Hoa Kỳ thì luật lệ rất là rõ ràng, cho nên khi mà chúng ta trả lời với cảnh sát thì chúng ta nên trả lời ngắn gọn giống như là luật sư vừa mới chia sẻ với chúng ta. Anh Trinh, như vậy nếu mà cảnh sát pull mình over rồi mà bây giờ muốn, không biết là cái điều gì đó mà muốn search cái xe của mình, thì mình có phải nghe lời không anh? Dạ thưa không, em đề nghị chỉ là luôn luôn mình deny, mình nói không. Dù mình không có tội, mình không có ý trên đó, thì mình cũng nói không. Nhưng mà tại chiếc xe chỉ là cái luật lệ nó khác với cái nhà. Đúng Tại rồi. nếu mà chị ở nhà đó, thì nếu cảnh sát tới mà gõ cửa mà muốn vô coi gì trong nhà chị đó, thì một đó là chị cho phép, hay là hai đó là chị nói không. Không, dạ. Nếu mà không đó thì là ông cảnh sát đó phải đi ra tòa Dạ. nói với ông tòa cái lý do tại sao Dạ. mà có được quyền như trong nhà chị. Dạ. Lúc đó người ta trở về lại nhà chị cái warrant, cái search warrant, cái giấy đó ông tòa Dạ. chứng minh đó là có đủ cái proof Dạ. mà để vô 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 nhà nhà, chị. Nhưng dạ mà vâng. với chiếc xe thì nó khác, là tại vì chiếc xe là nếu mà cảnh sát mà không có được coi gì trong xe chị đó Dạ. mà cho chị đi đó, chị thấy xe thấy đồ ra ngoài xe hay là chị chạy trốn sao. Dạ, Dạ, ok. thành ra cái luật lệ thì nó dễ hơn cho cảnh cảnh sát Ok. tìm đồ trong xe chị, là tại chiếc Ok. xe nó move dễ hơn. Ok. Dạ. Cho nên á, như vậy á, trở lại với cái việc mà nếu mà cảnh sát search cái nhà của mình á, anh Trinh, cho dù cái vị cảnh sát là cảnh sát thật đến nhà mình, có mặc đồng phục cảnh sát rồi có đưa cho mình cái badge hoặc là cái business card, nhưng mà không có cái search warrant thì mình cũng có quyền không cho vô phải không anh? Đúng chị, dạ cái đó là quan trọng nhất mà mình nên nhớ đó, là nếu mà không có cái search warrant, mà không có lý do gì mà mình cho vô nhà ở trên đó. Dạ vâng. Nhưng mà mình phải nhớ cái đó là thí dụ mà mình không có ở nhà đi, mà mình ở nhà với người roommate hay là mình ở nhà với ba mẹ hay sao. Mà nếu mà mình không có nhà mà người đó cho vô nhà đó thì là mình cũng chịu thua luôn. Dạ vâng. Nhưng mà mình được thắng cái đó là thí dụ mà chỉ có cái phòng riêng ha, Ok. mà chỉ có chìa khóa riêng, mà cái phòng đó nó có cửa, Dạ. cảnh sát vô nhà đó thì chỉ được quyền cái chỗ nào mà có thể thấy được thôi, hay là cái chỗ nào mà cái người roommate hay là người cha mẹ có được quyền quyền vô. Nếu mà cái phòng đó mà riêng của chị đó mà người đó cho vô đó, nếu mà tìm cái gì mà trả cái trống đó thì sau này vô tòa đó nó không có được dùng cái chứng minh đó. Dạ. Dạ vâng, rất là hay thưa quý vị. Như vậy anh Trinh, cái search warrant là cái gì, và tại sao cái người cảnh sát đã cần phải có cái search warrant để mà vào nhà khám xét thưa anh? Dạ, cũng như hồi lúc anh nói chị, hồi lúc mình bắt đầu cái show đó thì hồi trước đó người Mỹ người ta sợ nhất đó là nó không có cái privacy. Nếu mà cảnh sát hay là người nhà nước nào mà có thể vô vô cửa mình, cũng như là thí dụ bên Việt Nam chị, không biết bây giờ sao, nhưng mà hồi trước đó thì cũng có nghe nhiều chuyện vô đạp cửa vô là mình cũng quyền mình không có được làm gì trên á. Thì cái đó là cái sợ của nước Mỹ đây, Dạ vâng. thành ra luôn luôn cái bảo vệ là bảo vệ người người dân. Thành ra nếu mà có chứng minh mà mình làm gì gì trật đó thì cái nhà nó ở đó, nó có chạy đâu đâu. Dạ. Thành ra ông cảnh sát phải đi lại ông tòa.
phải xin. xin cái chứng minh là tôi thấy hay là tôi nghe cái gì trong này nó có trở trở ngại. Lúc đó trong cái đó đó trình trình cho ông tòa nghe, thì ông tòa mới viết cái giấy, cái bằng cái warrant, mới đem cái warrant lại lại nhà trình đặt ở nhà rồi mới được vô nhà. Như vậy có những cái trường hợp nào mà cảnh sát vô khám nhà mà không cần cái search warrant không thưa anh? Dạ thưa có chị, luôn luôn là cái bảo vệ cho dân chúng là quan trọng Dạ, nhất. dạ vâng. Thành ra thí dụ mà hai người đang quýnh lộn ở trong nhà hay sao Ồ, mà cái người đó đang la hét rồi kia thì cảnh sát có thể tống vô được chưa? Tại ồ, vì dạ. nếu nếu mà chờ đi lấy cái warrant là trễ quá rồi. Những cái trường hợp khẩn cấp Dạ phải đúng, không anh? dạ. À, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ đó quý vị, các người cơ quan công lực, ví dụ như cảnh sát đó, ngoài cái việc là bảo vệ còn là serve nữa, cho Dạ. nên lúc nào cũng có cái chữ là for protect and serve đó. Cho Dạ. nên chúng ta không có sợ, giống như là ở Việt Nam những người đó là những người bạn của chúng ta thôi, cho nên mình cứ trả lời, nếu mà chúng ta không có làm gì có tội thì mình cứ thẳng thắn mà trả lời phải không anh Dạ Trinh? đúng. Và những cái điều nào mà không cần nói thì không, thì chúng ta không cần nói. Như vậy anh Trinh, thí dụ như trở lại với cái việc mà pull over đó anh Trinh, thí Dạ. dụ như bên anh thường thường các bạn gái hay đi buổi tối mà thí dụ như mà mình có rất là nhiều khi xe hư hoặc là cái gì đó thì mình có quyền để mà gọi cảnh sát hoặc là giúp mình trong cái lúc khẩn cấp ở ngoài freeway vậy không thưa anh? Dạ đúng chị, là em luôn luôn nghĩ là mình nên làm Dạ. vậy, là tại vì chị thấy có nhiều lần đó là tai nạn nó xảy ra Dạ. mà nếu mà mình không có kêu cảnh sát, nhưng mà nếu mà thí dụ mà mình đang chạy xe mà cái đường nó bẩn đó chị, Dạ. mà xe mình ban đó, thì là em đề nghị đó là mình đậu xe đó Dạ. nhưng mà mình đi xa từ chiếc xe đó, tại mình ở trong xe thì mình đứng 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 gần với chiếc xe đó, chị, tối người ta không có thấy rõ đó, Ồ, là dạ. đụng là mình cũng bị mất mạng luôn đó. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Trinh rất là nhiều cho phần chia sẻ ngày hôm nay. Mong rằng những điều chia sẻ của luật sư Trinh sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống yên tâm hơn nếu mà chúng ta gặp những cái điều gì đó mà phải tiếp xúc với lại các vị cảnh sát, cơ quan công lực của chúng ta tại Hoa Kỳ. Chúc quý vị có một năm mới thật là an lành. Cảm ơn luật sư Trinh rất là nhiều và Cảm ơn xin hẹn chị. gặp lại vào lần phát hình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.